Tử vi về ngày 11 tháng 12 âm lịch, Tân Mùi. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, mỗi sáng thức dậy, mọi người hẳn rằng muốn biết ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra như thế nào, công việc, sức khỏe, vận trình có tốt hay không. Để giải đáp những thắc mắc đó, ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý anh chị chương trình luận giải tử vi cát hung cho ngày 11 tháng 12 năm 2020 âm lịch, với sự tư vấn luận giải của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Anh chị hãy theo dõi để biết vận hạn của mình ngày hôm nay, đón nhận những lời khuyên giúp cho việc định hướng và lên kế hoạch cho ngày hôm nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 11 tháng 12 âm lịch. Ngày 11 tháng 12 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 11 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 23 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bằng Thổ, tức là đất ven đường. Xung Mùi và Sửu chính xung, Tân Âm Kim khắc Ất Dương Mộc, Đinh Dương Hỏa khắc Tân Dương Kim, đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 và Đinh Sửu sinh năm 1997. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 11 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Tân Âm Kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tý, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, ắt hẳn bạn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi ở phía trước. Trong ngày có văn xương quý nhân chiếu mệnh là cát tinh, chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế, nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Tân Âm Kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Sửu nên hết sức chú ý và cẩn thận. Hơn nữa vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Tân Âm Kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày, bạn cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày, tuổi Dần có hai cát thần là Thiên Ất và Thái Cực. Đây là ngôi sao may mắn. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp Thái Tuế tiên sinh lại hợp quan ấn. Sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Tân Âm Kim là thất sát, thiên quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiểm thì khó tránh sự cô độc. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để gặp khung hóa cát,
chiêu quý nhân và tài lộc. Thứ năm Tuổi Thìn thì Dương Thổ gặp Tân Âm Kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ Tuổi Thìn trong ngày, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Hơn nữa những người Tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tí 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người Tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người Tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn, chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu Tuổi Tỵ, Tỵ âm hỏa gặp Tân âm kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ Tuổi Tỵ sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong ngày, người Tuổi Tỵ còn gặp được hai cát tinh đóng mệnh là Phúc Tinh, Quốc Ấn. Phúc Tinh giáng chiếu thì bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý nhiều hơn, nên là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Ngoài ra, cát tinh Quốc Ấn chủ về quan vận, cho nên đối với những gia chủ Tuổi Tỵ, nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn và có được những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Người Tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tí, thiên can lưu niên canh kim của thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế Tí, Thủy là chính quan của Tỵ. Cho nên tài quan của người Tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người Tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy Tuổi Ngọ. Ngọ Dương Hỏa gặp Tân Âm Kim là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ Tuổi Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngày này có Thiên Ất Quý Nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tí, Tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, phần hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tí Thủy là thiên quan tinh của Tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người Tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ tám Tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ Tuổi Mùi nên hết sức chú ý và cẩn thận, không khinh suất trong mọi công việc. Trong ngày còn có hung thần Mã Tinh chiếu mệnh là tướng bồn ba, nên tử trụ có Mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sau Mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn bị xung sẽ phải bồn ba. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tí, người Tuổi Mùi đi cùng Thái Tuế và năm Tí là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người Tuổi Mùi năm nay sẽ dàn gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ Tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9. Tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Tân Âm Kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ Tuổi Thân trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý trong ngày này có hung tinh Kình Dương chiếu mệnh. Hung tinh này chủ về tai họa, thương tật, cho nên gia chủ Tuổi Thân cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Đặc biệt bước sang năm 2020, Thái Tuế Tí Thủy là tam hợp quý nhân của người Tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người Tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn, có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tí, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Tân âm kim là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ người thân, anh em của mình. Trong ngày có cát tinh là Thiên Lộc đóng mệnh, đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên bạn cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tí 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên cuối năm là Tí Thủy, nên còn gọi là phá tài tuế.
Do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may, giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Xương Thổ cặp Tân Âm Kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày này, cần cẩn thận hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Sân, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Xuân Thổ gặp Tân Âm Kim là Thiên Ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nữ gia chủ tuổi Hợi nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được những vị trí thỏa đáng trốn thương trường. Vì vậy, mệnh hiển quý nhân thì khó tránh được sự cô độc. Ngày này còn có hai cát tinh là Thái Cực và Kim Dư. Trong ngày, bản mệnh sẽ có được nhiều tài lộc quý nhân đến với người tuổi Hợi. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là Thiên Ấn tinh. Thiên Ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng là có ý tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn cho ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 11 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn đồng hành, ủng hộ cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!